Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, sáng ngày 3 tháng 1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng đột nhập, đột phá các xét để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Tân Hòa chi nhánh Bắc Đắk Lắk. Đối tượng là Lương Nhật Bình, 33 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Minh, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Bình đã từng có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12 tháng 11 năm 2021, Bình từ thành phố Buôn Ma Thuột đi tỉnh Khánh Hòa chơi. Khi đi ngang qua phòng giao dịch ngân hàng Agribank Tân Hòa, chi nhánh Bắc Đắk Lắk, ở số 58 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thì Bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Bình trèo hàng rào từ phía sau vào kiểm tra sơ bộ khuôn viên phòng giao dịch để xác định vị trí trộm cắp. Ngày hôm sau, Bình ra chợ mua một con dao, một cây búa, một cưa sắt, một sợi dây dù và hai chai keo 502. Chiều tối, Bình mang theo các dụng cụ trên đột nhập vào phòng giao dịch, dùng cưa sắt cưa khung cửa sổ phòng tín dụng chui vào trong rồi đi qua phòng giám đốc. Tại phòng giám đốc, Bình thấy có một két sắt, nhưng khi lát kiểm tra không thấy gì bên trong nên Bình lấy một cái chăn quay lại phòng tín dụng. Sau đó, Bình lót chăn dưới nền nhà rồi kéo chiếc két sắt từ phòng tín dụng quay lại phòng giám đốc để đục, nhưng không có tiền bên trong. Sau đó, Bình xuống tầng trệt, lục lấy được 1,6 triệu đồng.